Máy khoan bàn hiệu Kitagawa nha cả nhà. Chiều cao 1m, đầu càm 13 ly. Con này nước sơn zin còn đẹp nha. Nước sơn quá đẹp. Đây là thông số máy nha. Việt Nam của mình thì 50 hẹp cả nhà. Tốc độ chạy nha. Cao nhất là 2330 và chậm nhất là 420 nha cả nhà. Hành trình của máy kéo xuống như thế này cả nhà thì được 80 nha, 80 nè. Đó 80. Đây. Ti máy còn rất đẹp nha cả nhà. Ti cốt máy còn đẹp nha. Nhẹ nhàng ha. Đầu kẹp 13 ly. Rồi cái này thì nó sẽ có công tắc bóng đèn luôn nha cả nhà. Bật bóng đèn nè, bật lên là dưới đèn có bóng đèn. Bật công tắc chạy. Con này chạy im cả nhà. Chạy điện 1 pha 220 luôn. Về game điện vô là sử dụng thôi. Anh em có nhu cầu sử dụng máy khoan bàn chiều cao 1m hiệu Kitagawa thì liên hệ cho em nha cả nhà. Con này thì hai pu ly nha, pu ly 4 tốc độ. Thì anh em mình muốn chạy nhanh chậm thì mình đổi dây cua ro lên tầng pu ly nha cả nhà. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng máy khoan bàn thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại là 0816 527 425 hoặc là đến địa chỉ 975 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha cả nhà. Con này là hiệu Kitagawa, chiều cao 1m, đầu kẹp 13 ly. Chạy điện 2.2 luôn, về game điện vô là sử dụng thôi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha.